Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em gửi tới mọi người hình ảnh sản phẩm, đó chính là chắn bùn bánh phía sau của Mazda BT50 đời 2015. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan. Đây là mã phụ tùng ạ. Đây là chắn bùn bánh phía sau. Anh em nhìn tổng thể được chưa? Đây, mọi người, đây là phía mặt trước, tức là bắt vào. Phía trên lốp đó. Đây anh em nhìn. Cái hàng xịn nhìn nhựa của nó rất chắc chắn và có mã phụ tùng luôn. Đây là cũng là mã hàng, các thông số và ngày sản xuất của sản phẩm. Thì anh em đang xem với bên lái nhé. Thế. Mọi người nhìn này, nó rất là đầm tay, chắc chắn luôn ạ. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đựng trong một túi ni lông và có dán mã tem hàng phía bên ngoài. Chứ cái cồng kềnh mà như thế này mà đóng vào hộp thì nó rất chi là tốn vào hộp và nó cũng to nữa. Đây là ghế phụ phía sau ạ. Anh em nhìn được chưa? Đây là tổng thể đấy ạ. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn và xin chào ạ.